Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 26 tháng 4 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em cập bến ngập nhà những cái mặt hàng kg đẹp ạ, những cái loại lan rừng, những cái mặt hàng kg, những cây lan hài, những cây lan đột biến đẹp rất là đáng sưu tầm với cái giá rất là rẻ để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Đặc biệt thì hôm nay bên em lại cập bến về một cái lô sơn thủy tiên, dòng đột biến họng nâu đen nâu đỏ, mà hôm nay thì em chia những cái hình rất là nhỏ để cô chú anh chị ai yêu thích cái dòng lan sơn thủy tiên đột biến họng nâu đen nâu đỏ này đều có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình. Những cái rễ lan rất là nhỏ, xinh và rẻ, cô chú anh chị có thể thỏa mãn đam mê của mình, cô chú anh chị nhé. Nhiều những cái cây lan đẹp đáng sưu tầm luôn ạ. Rồi sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là một cái lô đai châu rừng bắc trụ vô cùng là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Một cái lô đai châu rừng bắc trụ rất là đẹp ạ. Những cây lan nhỏ xinh cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại cây đang bắt đầu bén những cái rễ non mới, và đây là cái tầm ghép rất là đẹp để cô chú anh chị có thể vào vườn trồng chăm những cái cây đai châu nhỏ xinh như thế này ạ. 1 kg em xin phép được bán với giá là 230.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg luôn, bởi vì những cây châu này thì 0,2 cô chú anh chị có thể được khoảng tầm 3 cho đến 5 cây cô chú anh chị nhé. Thì em sẽ bán 0,2, tức là khoảng tầm trên 40.000 thôi. Cô chú anh chị được những cái giò lan đai châu rất là xinh đẹp để mà cô chú anh chị sưu tầm cho sân vườn của nhà mình rồi. Những cây đai châu nhỏ và rất những cái cây đai châu này rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé, không lỗi lá và rất là đẹp như thế này đấy ạ. Cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo phần cho em, như là cái phần này em gọi là phần số 1 này cô chú anh chị này. Phần số 1 này thì em có tất cả là 5 cây đai châu xinh như vậy đấy ạ, cây khá là lớn cô chú anh chị này, 50.000 này. Phần này em gọi là phần số 2, phần số 2 thì có 1 2 3 4 5 6 7 cây. 7 cây này thì em bán 70.000, tức là tương ứng mỗi cây có 10.000 thôi cô chú anh chị nhé. Tiếp theo phần số 3, một cái lô rất nhiều luôn này. Số 3 rất nhiều luôn ạ, em xin phép được bán với giá là 80.000 cho phần số 3 này. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây luôn đấy, 80.000. Và phần số 4, phần số 4 này thì em cũng xin phép được bán với giá là 70.000 này. Thì phần này sẽ có 2 này, 3 này, 5 cây. 5 cây khá là lớn. Và phần tiếp theo sẽ là phần số 5 này. Phần số 5 em bán 100.000. Đấy, 100.000 có 2, 4, 6 cây rất là to và đẹp như thế này. Cô chú anh chị có thể chọn theo hình như vậy cũng được, hoặc mua hàng cân này cô chú anh chị này, thoải mái cô chú anh chị. Lấy muốn lấy bao nhiêu cây báo em để em có thể nhặt cho cô chú anh chị đúng chủng loại số cây của mình. Số 1 kg sẽ rơi khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Trên hai tầm 15 cho đến trên 20 cây cô chú anh chị nhá. 15 cho đến trên 20 cây ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Thời điểm bây giờ kiều tím miền Trung thì lác đác đang có một số cây đang cho nụ rồi. Nói chung là nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm những cây kiều và để làm giống cũng như thưởng thức hoa thì đây là cái giai đoạn thời điểm rất là đẹp luôn. Cái lô kiều này nó nở hoa thì em thấy là nó sẽ nở hoa khá là muộn này. Em bán cái dòng kiều tím miền Trung này với giá để hiện tại đang bắt đầu sưng nhưng mắt nụ thôi, 330.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có dòng lan phi điệp vàng. Những cây phi điệp vàng với thân dài nuột là một trong ít những cái dòng lan mà sẽ nở hoa vào tháng 8 với những cái cần hoa dài màu vàng rộm, mắt đen rất là đẹp luôn. Chờ đợi cho mùa hoa tháng 8 này, thân dài nuột như vậy, hiện tại đang bắt đầu là hết tháng 4 rồi ạ. Đấy, vài tháng nữa thôi cô chú anh chị được thưởng thức hoa nhé. Bán 110.000 trong 1 kg ạ. Sang bên này đây thì em có một cái lô trầm tím phải nói là siêu đẹp luôn ạ. Siêu đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đây này, hàng nụ chi chít là nụ luôn như vậy đấy ạ. Đó. Và hiện tại mới nụ thôi và cô chú anh chị đó có thể thấy là cái nụ hoa tím lịm của nó rồi. Dòng trầm rừng với cái mặt bông hoa tròn vo, bầu bĩnh rất là đẹp luôn, cực kỳ là thơm đấy ạ.
mầm gốc lên chi chít tuyệt vời như vậy. Và cái dòng trầm này thì gần như là 100% thân tơ nên rất nhiều mầm gốc luôn cô chú anh chị này. Đấy, vừa được thưởng thức hoa mà lại được rất nhiều những cái cây giống đẹp để mà cô chú anh chị chăm sóc. Với giá em bán là 420.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg tức là 84.000 thôi cô chú anh chị, được giò trầm vừa đẹp, thưởng thức hoa thơm ngát, lại còn vượt cây giống quá là tuyệt vời, với giá chỉ có 84.000 là em bán được 0,2 kg. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiếm tiên vũ của chú anh chị này. Tiên vũ với giá em bán chỉ có 50.000 cho 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan, đây là những cái cây lan nhất điểm hoàng cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái dòng nhất điểm hoàng này, phải nói là vô cùng sai bông. Đây ví dụ như là một cái rể hoa này, một cái rể như vậy mà hoa chi chít luôn, nghĩa bông hoa khá là lớn luôn cô chú anh chị nhé. Đặc biệt là cánh hoa của nó, cánh hoa của cái dòng nhất điểm hoàng này này, màu hơi phớt cam, và cái họng lưỡi của nó, cái họng lưỡi của nó ấy, mang cái sắc hoa là màu cam, màu cam tươi rất là đẹp như thế này. Thì cái dòng nhất điểm hoàng này em chỉ bán có 70.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 70.000 cho 1 kg thôi. Đấy, nửa kg cô chú anh chị là 35.000 được cái giò lan to huỳnh để cô chú anh chị thưởng thức rồi. Thì cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài. Đây là cái dòng lan hài vệ nữ cô chú anh chị nhé. Dòng hài vệ nữ đấy ạ. Dòng hài vệ nữ dễ thuần dễ chăm, mang hình dáng chiếc hài xinh đẹp, với giá chỉ có 70.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg hài vệ nữ ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Một cái dòng lan cô chú anh chị nào đã được thưởng thức hoa, đảm bảo là sẽ cực kỳ là mê, với những cái bông hoa vô cùng rực rỡ luôn. Rất là tiếc, và đặc biệt là cực sai bông cô chú anh chị, nhìn những cái bông hoa đã tàn sẵn rồi cô chú anh chị thấy ạ. Rất là tiếc là thời điểm bây giờ hoa nó đã tàn rồi. Cái thời điểm hoa cũng là cái mùa mà mầm gốc nó chuẩn bị lên. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm, muốn được ngắm hoa thì đây cũng là thời điểm đẹp để cô chú anh chị trồng những cây đùi gà của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Em bán là 180.000 cho 1 kg thôi. Sau bên này đây sẽ là những cái cây kiều vàng cô chú anh chị nhỏ, nhìn cho em ạ, cực kỳ là mướt và đẹp như thế này. Thì hàng bên em đã cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi ạ. Hiện tại thì kiều vàng vẫn còn có một, còn có những cái cây nó đang bắt đầu là cho nụ nhé cô chú anh chị nhé. Đang bắt đầu là cho, có những cây thì đang bắt đầu là chuẩn bị sưng mắt nụ thôi. Dòng kiều vàng em bán là 190.000 cho 1 kg, hàng cực kỳ là mướt như thế này. Sau bên này đây thì em có dòng hoàng thảo môi tua, hay còn có tên là hoàng long vĩ này. Hoàng long vĩ này thì thời điểm bây giờ cũng đang bắt đầu là chuẩn bị cho mùa hoa cô chú anh chị ạ. 140.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg cho cái dòng lan hoàng long vĩ nhá. 0,3 tức là cũng chỉ trên bao nhiêu nhỉ, hơn 30.000 một chút, 40.000 một chút. Đấy, cô chú anh chị thoải mái sưu tầm cái giò hoàng long vĩ để thưởng thức hoa rồi. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo đơn cam ạ. Hoàng thảo đơn cam, với những cây đơn cam sắc hoa màu cam rất là rực rỡ, sáp bóng và lưỡi mang hình dáng vi mạch rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em này. Với dòng lan hoàng thảo đơn cam bây giờ cây thì đang mùa hoa, cũng là cái mùa mầm lên rất là xinh đẹp như thế này ạ. Bắt đầu là mùa mầm mới cô chú anh chị nhé. Nhìn cây vừa mùa hoa xong nên là cây khá sắc sơ, bởi vì là cây nó khi mà chuẩn bị đến mùa hoa bắt đầu rụng hết lá mà. Và bắt đầu sẽ lên mầm chồi mới cô chú anh chị này. Nhìn cây khá là sắc sơ, tuy nhiên lại là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể trồng sưu tầm những cây đơn cam này. Giá em bán là 650.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg, với 0,1 thoải mái cô chú anh chị trồng rồi. Đây ví dụ khoảng 0,1 thì cô chú anh chị có thể được một lượng khá là nhiều như thế này cô chú anh chị nhé. Đấy, thoải mái cô chú anh chị trồng rồi. Đấy. Còn bên này đây thì em có những cây lan hài gấm ạ. Hài gấm thời điểm bây giờ, hài gấm thì dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn, mà em thấy là hoa thường là khi mà nở hoa ấy, thường là hoa đôi, mà năm nay hài gấm thì rất là ít luôn. Đấy. Rất là lâu rồi em không có những cây hài gấm về, thời điểm bây giờ cây hài gấm đang nụ này. Dễ thuần dễ chăm rất sai bông, một cái lô hài gấm như thế này ạ. Một cái lô hài gấm đẹp như thế này em xin phép được bán với giá là 80.000 em xin phép được bán với giá là 70.000 cho một lô này. Đấy, một lô hài gấm như vậy thoải mái cô chú anh chị làm phải được ít nhất là 2 chậu. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài Henry này cô chú anh chị này. Dòng hài Henry, một cái lô hài Henry như vậy em xin phép được bán với giá là 40.000 ạ. 40.000 làm được vài chậu luôn nhá. Và bên này sẽ là cái hài dâu xanh. Cái lô hài dâu xanh này em bán là 30.000 này, cũng làm được một chậu rất là đẹp luôn ạ. Bên này đây thì em có cái dòng thông đất, hay còn gọi là dòng dâu rồng ạ. Thông đất hay còn gọi là dâu rồng, cái cây mà cô chú anh chị trồng làm tiểu cảnh đẹp này,
Và nó có thể cái cây này ngoài cái là trồng làm tiểu cảnh đẹp thì nó còn giúp hỗ trợ và điều trị bệnh teo não của tuổi già rất là đắc lực luôn ạ. Thì giá em bán là 100.000 trong kg. Bên này em có cái dòng lan hoàng thảo xoắn, một cái rễ hoàng thảo xoắn này cô chú anh chị này. Rễ này thì tròn vo và bằng cái hàng thuần luôn ạ. Cái rễ xoắn này em xin phép được bán với giá là 360.000 cho rễ hoàng thảo xoắn này cô chú anh chị nhá. Cực kỳ là to bự luôn. Đấy, rất là to luôn ạ, 360.000. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiều dẹt này cô chú anh chị này, kiều dẹt. Em có những cái lô kiều dẹt ạ. Lô này em gọi là đây, lô này em gọi là lô kiều dẹt số 1 đi ạ. Dòng kiều dẹt thì mặc dù là cái lá của nó ấy, cái lá của nó rất là mỏng manh nhưng cô chú anh chị nhìn thấy là bên em giữ cái lá của nó rất là tốt luôn. Cái lô kiều dẹt số 1 này em xin phép được bán 100.000. Lô kiều dẹt số 2 cô chú anh chị nhá. Lô kiều dẹt số 2 giá 120.000 ạ. Và lô kiều dẹt số 3 này. Lô kiều dẹt số 3 cực kỳ là nhiều luôn ạ. Lô này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho lô kiều dẹt số 3. Đấy, em có duy nhất 3 lô kiều dẹt như vậy để cô chú anh chị trồng sưu tầm. Kiều dẹt là một trong những cây lan kiều phải nói là đẹp nhất trong tất cả cái dòng lan kiều, và có thể coi nó như là một cái hoàng hậu của các dòng lan kiều ấy ạ. Và bên này em có duy nhất 2 lô hoàng thảo nghệ tâm của chú anh chị nhé. Hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng, cái dòng nghệ tâm. Mặc dù cây bé nhỏ nhưng cô chú anh chị nhìn cho em những cái bông hoa của nó rất là sai nhé. Đây vận chuyển từ rừng về, một số bông còn, một số bông mất. Mà cô chú anh chị nhìn thấy nó còn rất là nhiều hoa như thế này này. Cánh hoa tím đậm đà, cái họng vàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Những cây hoàng thảo nghệ tâm rất là xinh đẹp này. Ở đây em có 2 lô hoàng thảo nghệ tâm. Lô này em gọi là lô số 1 với giá 60.000, lô số 2, nghệ tâm số 2 đây rất nhiều luôn cô chú anh chị này, nhìn nó ít lá hơn một chút xíu nhưng mà đảm bảo cây giống tuyệt vời luôn ạ, mầm gốc đang bắt đầu lên này, lô số 2 50.000. Em có 2 lô nghệ tâm mà mỗi một lô cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn ạ. Tiếp sang bên này đây là cái dòng lan vũ nữ phải nói là vô cùng là đẹp. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng vũ nữ này. Đây là cái dòng lan vũ nữ Mitonia. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cái cánh hoa của cái dòng vũ nữ Mitonia mà cái nhụy, cái họng của nó ấy, nhìn như là cái tranh vẽ luôn, nhìn cái bông hoa như là cái tranh vẽ nhá. Một cái bông hoa của nó cái to, có thể to như cái lòng bàn tay luôn. Và nhìn cái cánh hoa, nhụy hoa thì như là tranh vẽ, nhưng mà cực kỳ là thơm cô chú anh chị ạ. Một cái dòng lan rất là dễ thuần, dễ chăm. Dòng lan vũ nữ Mitonia này thì hiện tại em đang có những cái chậu vũ nữ Mitonia cực kỳ là khỏe và đẹp như vậy. Và mỗi một chậu là sẽ có 2 cái vòi bông của chú anh chị nhá. Siêu thơm và cực kỳ là đẹp ạ. Với giá em bán là 140.000 trong cái chậu lan vũ nữ Mitonia. Một chậu sẽ có 2 cần hoa. Cái bông hoa này chuẩn bị bung lụa của chú anh chị này. Nhìn nụ thôi cũng đã to ình như vậy rồi ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng tử áo trắng này. Mỗi chậu hoàng tử áo trắng lá bóng bảy mượt mà như vậy ạ. Bông hoa rất là thơm, rồi những cần hoa bền hoa và đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu hoàng tử áo trắng. Sang bên này sẽ là những cái giò dáng hương đuôi sóc. Thời điểm bây giờ đuôi sóc đang cho nụ này. 130.000 cho một cái giò dáng hương đuôi sóc đang nụ xinh đẹp nhé. Rơi vào ít nhất là 3 cây trở lên. Một chậu hoàng lạp như vậy sum xuê luôn. 130.000 cho một cái giò hoàng thảo hoàng lạp này cô chú anh chị này. Sang bên này đây sẽ là những giò hỏa hoàng cam với sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ luôn, cánh sáp bóng. 100.000 cho một cái chậu hỏa hoàng cam và ở đây nó sẽ rơi vào 3 cây. Sang bên này đây sẽ là những cây lan quế tím. Ăn cây quế tím của chú anh chị nhá. Đây. Những cái giò lan quế tím 3 cây mỡ màng đẹp như thế này với giá em bán là 140.000. 140.000 cho một cái chậu dáng hương quế tím này. Sang bên này đây thì em có những cái chậu phú thọ à. Đây là sẽ là những cái giò 5 cánh trắng HO. Hàng này bao chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhá. Những cái giò 5 cánh trắng HO cực kỳ là VIP luôn. Cái thân của nó dài ít nhất là từ 60cm trở lên. Từ 60cm trở lên và thân nù. Một cái dòng lan 5 cánh trắng HO hay còn gọi là hiển oanh. Giá thì quá là siêu rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Một cái giò như vậy em bán có 150.000 thôi. Hiện tại đang bắt đầu là lên mầm gốc này cô chú anh chị này. Và cái thân thì to như cái ngón to như cái ngón tay luôn. Thậm chí có những cây to như cái ngón tay cái luôn cô chú anh chị ạ. Đó, một cái giò HO mà giá quá ư là rẻ như vậy. Một cái mặt bông lan va cô chú anh chị nhá. Trước đây giá vài triệu, 7-8 triệu cho một sen. Thì thời điểm bây giờ là một cái chậu dài 6-70cm trở lên. Giá có 150.000 thôi. Và cô chú anh chị biết rồi ạ, dòng HO thì cái bông hoa của nó, cô chú anh chị nào mà đã được ngắm thì chỉ có mê thôi. Với cái khuôn bông hoa của nó, cánh bầu cong bay và 5 cánh trắng phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. 5 cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhá. Hàng bao chuẩn mặt bông cây giống, giá thì rẻ như là cái hàng
gọi là cái hàng 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 bình thường cô chú anh chị ạ. Đó, như là cái hàng không phải là hàng va luôn cô chú anh chị nhé. Nói chung ấy, hiện tại cái dòng lan va thì nó đã không còn có giá trị như là hồi xưa. Tuy nhiên thì về cái mặt thẩm mỹ em khẳng định một điều là những cái bông lan va nó quá là thực sự quá là đẹp luôn ạ. Sang bên này đây thì em có những cái cây lan vũ nữ phải nói là cực kỳ là đáng sưu tầm. Đáng sưu tầm cho mỗi sân vườn luôn ạ. Đầu tiên sẽ là những cái cây lan vũ nữ sô cô la baby. Một cái chậu vũ nữ sô cô la baby phải nói là to đùng luôn và tất cả là đều đang có nụ cô chú anh chị nhá. Tất cả một cái giò lan vũ nữ sô cô la baby như vậy đều có nụ với giả hành của nó to như cái cổ tay luôn. Một cái bông hoa của vũ nữ sô cô la baby này này, nó sẽ có thể vươn dài cả hơn 1 mét ạ và sẽ chia rất là nhiều nhánh, nên chỉ cần một cái bông hoa này thôi thì đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan quá là đẹp thơm để mà thưởng thức rồi, cực bền hoa mà nó cho mình hoa quanh năm luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh này, hàng cũng đang nụ cô chú anh chị nhé. Những bông hoa vũ nữ hoàng hậu xanh với cần hoa dài rất là độc đáo đẹp, thoải mái cô chú anh chị uốn tạo giống bực cực bền hoa luôn. 140.000 cho một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh này. Sang bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ cam lửa ạ. Vũ nữ cam lửa hay là vũ nữ mèo cam đây ạ. Hiện tại cũng đang cho nụ, có những giò cho nụ, có những giò thì đang chuẩn bị chưa cho nụ cô chú anh chị nhé. Những cái giò mà chưa có nụ thì rất là khủng luôn, nó sẽ nhiều thân hơn. Dòng này thì cho hoa quanh năm nên là cô chú anh chị mình mà muốn lấy hàng nụ rồi, em có thể lấy cho cô chú anh chị hàng nụ rồi nó sẽ ít thân hơn. Còn hàng chưa nụ nó sẽ nhiều thân hơn nhé. Đồng giá là 180.000 cho một cái giò lan vũ nữ mèo cam, vũ nữ cam lửa đây ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng ngọc nữ này cô chú anh chị này, những cái chậu ngọc nữ to ùình và chi chít là thân, nặng trịch, đẹp vô cùng như thế này. Với giá em bán cũng là 180.000 cho một cái giò lan ngọc nữ. Nghe tên không cô chú anh chị cũng có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của dòng lan ngọc nữ này rồi đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có những giò lan. Đây sẽ là dòng lan cắt lay A, những cái cây lan cắt mini. Nói là cắt mini nhưng bông hoa của nó cũng rất là to và hiện tại cây đang nụ cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì hàng đang nụ, sẽ có những cái mặt bông cánh vàng cam và lưỡi đỏ rất là đẹp như thế này này. Cũng có sẽ có những cái bông mà cánh hoa của nó sẽ vàng và cái phớt đỏ đầu đầu bông hoa của chú anh chị nhá. Nói chung cái mặt bông nào cũng rất là xinh đẹp mà những cây này thì dễ thuần dễ chăm này, cho mình hoa quanh năm. Cái mặt bông này chắc là sẽ là màu cam này. Em nghĩ là như vậy. Và một cái chậu khỏe và đẹp như vậy đang nụ để về cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn ạ. Và một cây giống luôn thì với giá em bán chỉ có 90.000 cho một cái chậu như vậy thôi. 90.000 cho một cái chậu rất là nhiều thân và chậu cực kỳ là khỏe đẹp cô chú anh chị nhìn cho em. Với chậu rất nhiều giả hành như thế này sẽ cho mình hoa quanh năm luôn cô chú anh chị nhá. Bên này đây sẽ là những cây đai châu, những cây đai châu Thái to đùng luôn, với giá em bán là 90.000 cho một giò thôi. Và một bên lá của nó phải dài tầm ít nhất là 20 cm nhé cô chú anh chị nhá. Và đã cho hoa ở năm ngoái rồi. Sang bên này đây thì em có dòng lan vũ nữ. Vũ nữ lava cô chú anh chị ạ, với những cái cánh hoa đỏ mỏng manh nhưng cực kỳ là bền hoa luôn và thơm, rất là xinh đẹp như thế này. Vũ nữ lava cô chú anh chị sưu tầm với giá em bán là 110.000 cho một chậu vũ nữ lava này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan, đây là những cây lan cánh hoa màu dendro, hoa chớp tím của chú anh chị nhé. Cánh hoa bầu tròn rất là đẹp mà cực thơm luôn. Với giò dendro hoa chớp tím như vậy em bán với giá 60.000. Ở đây thì em bán hàng cây giống thôi cô chú anh chị ạ. Bởi vì là hiện tại thì hoa của nó đã đi vào cái giai đoạn nó tàn hoa rồi và đang bắt đầu lên những cái mầm gốc rất là đẹp luôn. Đấy, có 60.000 trong cái chậu lan vũ nữ, lan dendro hoa chớp tím như vậy ạ. Sang bên này đây thì rất nhiều những cái mặt hàng lan đặc sắc mà em đã chia ra theo hình trong buổi tối ngày hôm nay. Nhiều cây lan đang nụ đang hoa, những cây lan đột biến nhé. Những cây lan đột biến và đặc biệt là lô sơn thủy tiên, hàng họng nâu đen nâu đỏ hôm nay em chia theo hình với những cái hình rất là nhỏ luôn để cô chú anh chị có thể sở hữu những cái giò lan đẹp với giá rẻ, thỏa mãn cái sở thích, cái niềm đam mê của mình ạ. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Đầu tiên em có hình số 1 ạ. Hình số 1 này em chính là cái hình dáng hương đuôi cáo nhé. Dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Hiện tại thì cây đuôi cáo đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, hiện tại những cây đuôi cáo đang nụ ở đây ạ. Hình số 1 này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây dáng hương đuôi cáo nhé. 12 cây dáng hương đuôi cáo, trong đó có một số cây đã nụ ạ. Hình này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho cái hình này, 12 cây cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là hình số 2, đây là chậu cáo đã thuần sẵn ạ.
thuần sẵn của chú anh chị này, những cây giáng hương đuôi cáo, chậu này có đến 3 vòi hoa luôn. Hàng này em nghĩ rằng, em thấy là có những nơi chắc là người ta phải bán tầm 300-400. Thì một cái chậu cáo như vậy em bán 200 nghìn này. Chậu cáo này gọi là chậu số 2, 200 nghìn, và chậu số 3 này cũng lá xếp cực đẹp luôn ạ. Về cô chú anh chị chỉ việc treo và thưởng thức hoa, những bông cáo của vùng Cao Bằng xinh đẹp thôi. Cái giò này thì em bán với giá, chậu này em thấy đang một nụ. Đó, cái giò này em bán với giá cũng 200 nghìn, tùy cô chú anh chị chọn nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 chậu cáo số, à chậu cáo số 4 chứ. Chậu cáo này là gọi là chậu cáo số 4 này, đang nụ xanh lét lét luôn này cô chú anh chị này. Đó, đang nụ này. Em bán cái chậu này cũng với giá 200 nghìn. Và chậu số 5 100 chậu số 5 này cũng đang nụ này, cũng đang khá là nhiều nụ ở đây ạ. Em cũng xin phép được bán 200.000, chậu này đến 3 nụ luôn nhé chú anh chị nhé. Chậu số 5 200.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là chậu số 6 đây ạ. Cái chậu số 6 này em xin phép được bán cũng với giá là 200.000, cũng là chậu 3 cây. Sau bên này đây sẽ là những cái lan 5 cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhé. 5 cánh trắng hiển oanh thì lúc nãy em có giới thiệu bên kia là những cây dài từ 6 70 cm trở lên thì em bán có 150.000 thôi. Còn bên này sẽ là những cây hiển oanh mà em đang nụ rồi. Nên nếu như cô chú anh chị nào mà sốt ruột ạ, thì muốn ngắm hoa luôn, thì đây cô chú anh chị nhé, những bông hiển oanh, những nụ hiển oanh, một cái thân hiển oanh vừa mầm gốc, vừa nụ trên thân, vừa vừa ki trên thân như thế này. Thì em xin phép bán cái giò này với giá là 120.000. Thì nó sẽ ngắn thôi cô chú anh chị nhé, khoảng tầm cái giò này khoảng tầm trên 20 cm một chút. Thân rất là đẹp luôn, cái dòng hoa mà vừa đẹp thân lá, vừa đẹp đến cả cái thân luôn ạ. Giò hiển oanh tiếp theo, đây là cái giò hiển oanh số số 8 này. Giò này em bán là 120.000. Giò này 120.000 đang lên mầm gốc và cũng đang bắt đầu sưng mắt nụ đây nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9, chậu hiển oanh này quá đẹp luôn ạ. Những ki trên thân và những nụ đấy ạ. Em bán cái giò hiển oanh này với giá là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 10 cũng là một cái chậu hiển oanh hai mầm gốc cực đẹp và đang nụ đây này cô chú anh chị này. Nụ quá xanh đẹp như vậy. Chậu này em cũng bán 140.000. Và chậu tiếp theo, chậu 11 ạ. Cũng là một cái giò hiển oanh đang nụ, đang ki trên thân rất đẹp và mầm gốc đang lên nhé chú anh chị nhé. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 130.000. Chậu tiếp theo, hiển oanh số 12. Hiển oanh số 12 một cái thân nú luôn. Hiện tại thì cây cũng đang chuẩn bị cho nụ thôi. Bán giò này với giá 110.000. Mầm gốc đang lên, chưa thấy có nhú nụ, đang bắt đầu là sưng mắt nụ ở đây thôi. Hình tiếp theo sẽ là cũng là một cái chậu hiển oanh, chậu số 13. Hiển oanh vừa mầm gốc vừa ki trên thân rất là đẹp đấy ạ. Và vừa nụ ở đây nhé cô chú anh chị nhé. Cái giò hiển oanh này em bán cũng với giá 140. Và hình tiếp theo là hình 14, cũng là một cái chậu hiển oanh hai mầm gốc luôn cô chú anh chị này, nụ kê trên thân cực đẹp. Cái giò này thì cũng không dài lắm nhưng mà rất nhiều nụ, nhiều ki. Bán hình này với giá 140. Và hình tiếp theo sẽ là một cái chậu Phú Thọ. Đây là một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ, một cái dòng lan gọi là cái nền móng của dòng lan va. Một cái dòng lan mà sai hoa tự nhiên, thân lá đẹp, cực khỏe cây luôn, cô chú anh chị nhìn nụ của nó. Một cái giò này khoảng tầm 30 cm và rất nhiều nụ ở đây đẹp như vậy. Cái giò này em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là 130.000 cô chú anh chị nhé, cho chậu Phú Thọ số 15. Chậu Phú Thọ số 16 cũng vậy đấy ạ, rất nhiều nụ cực kỳ là đẹp ở đây ạ. Cái chậu này có đến hai thân nụ luôn này, cái chậu này em bán với giá là 180.000 cho chậu 190.000 cho chậu Phú Thọ này cô chú anh chị nhé. Hai thân hoa luôn, hai thân hoa rất là nhiều nụ luôn ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 17, một cái chậu Phú Thọ này. Chậu Phú Thọ này thì em thấy là nó chưa có nụ. Giao lưu cùng cô chú anh chị 100.000 đi. 100.000 đi cô chú anh chị nhé. Nó rất là cao đấy ạ. Rất là cao đấy cô chú anh chị. Tiếp theo sẽ là cái chậu Phú Thọ số 18. Hàng này bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị hết đấy ạ. Một cái cây chủ đạo dài trên 40 cm, đang rất nhiều nụ, và vài cây, hai cây nhỏ bên dưới này nữa. Giò này em bán với giá là 150.000 nhá chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là một cái chậu Phú Thọ hình số 19. Cái giò này cũng là hai thân Phú Thọ dài khoảng tầm 30 cm, đang rất nhiều nụ và mầm ở đây rất đẹp, với giá em bán 190.000. Tiếp theo sẽ là chậu 20 ạ, cũng là một cái chậu Phú Thọ cực kỳ nhiều nụ hoa như vậy, dài từ trên 20 cm trở lên, rất nhiều nụ hoa ở đây, giá em bán sẽ là 180.000. Và hình tiếp theo 21 cũng là một cái chậu Phú Thọ 190.000 cô chú anh chị nhé, cũng là hai thân và mầm gốc lên rất là đẹp luôn, hai thân đang hoa, hai thân đang nụ ạ. Hình tiếp theo hình 22 ạ, chậu Phú Thọ hai thân, hai thân và mầm gốc rất là đẹp, cũng đang nhiều nụ, nhiều ki trên thân như thế này cô chú anh chị này. Chậu Phú Thọ này em xin phép bán 180.000. và bên này sẽ là cái giò năm cánh, à đây là cái dòng hồng yên thủy, trước đây 1 sen 18 triệu.
À, cái lúc hàng đang hot hồng yên thủy, một cái mặt bông rất là đẹp luôn. Cái chậu hồng yên thủy này em bán là 120.000, cô chú anh chị sưu tầm nhá. Tiếp theo là hình số 24, cũng là một cái chậu hồng yên thủy cực đẹp luôn ạ. À, mầm gốc rất là đẹp. Nên em bán 120.000. À, hình số 25 cũng là một chậu hồng yên thủy, cô chú anh chị sưu tầm chỉ 80.000 thôi. 26 ạ. 26 với giá 110.000. Nói chung là thời điểm bây giờ thì những cây lan va nó không không đắt đỏ như hồi xưa, giá rất là rẻ rồi. Nhưng nếu như cô chú anh chị là những người yêu những cái cây lan thực sự thì những cái mặt bông này em nghĩ chắc chắn là cô chú anh chị sẽ là những cái mặt bông mà làm cho cô chú anh chị cảm thấy vô cùng là hài lòng về cái mặt hoa của nó. Ngắm hoa một cách gọi là đúng nghĩa luôn ạ. À, hình số 27 em bán 90.000. 27 90.000 cô chú anh chị nhá. 28 cái chậu này rất là nhiều kỳ nhiều mầm ở đây ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Cái chậu này em bán với giá sẽ là 100.000, sẽ là chậu 28 ạ. Sang bên này đây sẽ là hình số 29. Em có một cái hình kiều ở đây ạ. Cái hình kiều này thì kiều tím em có bán hàng cân bên kia với giá là 330.000 cho 1 kg, hàng cực đẹp luôn. Hoặc cô chú anh chị chọn dề này cho em này. Cái dề này em gọi là hình số 20, hình này em gọi là hình số 29 nhá. Với dề kiều rất là đẹp này em bán với giá là 220.000, rất nhiều thân ạ. À, tiếp theo sẽ là hình số 30. Cái hình 30 này em bán là 160.000 thôi ạ. À, cái dề kiều này 160. Hình số tiếp theo là hình số 31. Hình số 31 với giá em bán 160.000 cho hình 31 này, có hai dề. 32 sẽ là những dề phi điệp vàng. Phi điệp vàng em có bán hàng cân bên kia, cô chú anh chị có thể chọn hàng cân. Giá là 110.000 hoặc chọn theo hàng này cho em. Cô chú anh chị về chỉ việc treo lên và chờ hoa tháng 8 thôi này. Hình số 32, 140.000 cho cái hình 32 này ạ. 140.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 33 này. Mình 33 này cũng sẽ là 140.000 ạ. Bắt đầu chuẩn bị thấy những cái mắt nụ của nó rồi đấy ạ. Đó, chuẩn bị đi vào cái mùa tháng 8 rồi mà cô chú anh chị. Này, hình này em bán 140.000 ạ. Hình tiếp theo hình 34, 150.000 cho cái hình phi điệp vàng này. Bắt đầu là chuẩn bị có những cái mắt nụ rồi. Hình tiếp theo 35, 140.000. Hình 36, 150.000. Hình 36, 150.000 cô chú anh chị nhé. Rất nhiều thân ạ. Hình 37 cực đẹp luôn này cô chú anh chị này. 37 rất là đẹp luôn ạ. 160.000. Hình 38, 150.000. Và bên này đây là những cái dề sơn thủy tiên, hàng đột biến, họng nâu đen hay là nâu đỏ cô chú anh chị nhá. Nâu đen hay nâu đỏ em sẽ soi cái họng của nó luôn để cô chú anh chị có thể ngắm và chọn lựa cho mình những cái mặt bông mà cô chú anh chị cảm thấy là yêu thích nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng sơn thủy tiên này thì họng nâu đen nâu đỏ, bình thường cái dòng sơn thủy tiên bình thường là không có họng đen như vậy cô chú anh chị này. Đấy. Và nếu như cô chú anh chị mua hàng rừng thì có khi cả tạ cô chú anh chị cũng không có được một thân đâu ạ. Đấy, cái họng đỏ rất là đẹp như thế này nhá. Hình này em gọi là cái hình số 39 ạ. 320.000 cho cái dề sơn thủy tiên 39 này. 40 ạ. Hình 40 một cái dề sơn thủy tiên. Đây em soi họng luôn cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị. Thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Thơm cực kỳ là thơm luôn. Và cái dề này em bán với giá là 340.000 cô chú anh chị nhá. 340.000 đó. Cô chú anh chị có thể hiện tại có thể tham khảo nhiều kênh, nhiều nơi người ta bán những cái giò sơn thủy tiên. Vài thân như thế này đã thuần rồi, bán có khi phải đến hơn triệu một giò. Hình 40, 340 ạ. Hình 41 này, một cái dề thân nụ luôn cực đẹp. Vô cùng là sai hoa cái giò này mà lên giò thôi. Nếu như là nó nở hoa trên giò thì thôi rồi ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm này. Rất là đẹp luôn. Thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ. Rất là thơm luôn ạ. Cái hình số 41 em bán là 460.000 cho giò này cô chú anh chị nhá. 42, dình 42 ạ. Giả hành to mập nú luôn đây cái mặt bông của nó này. Đây nhá, cái hình 42 này. Họng của nó cũng hình 42. Thì cái hình 42 này em xin phép được bán với giá là 450.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 43. Hình 43 một cái dề rất là nhỏ xinh mà mắt đậm đà cực kỳ luôn này cô chú anh chị này. Mắt rất là đậm luôn như thế này ạ. Và cái hình 43 này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho hình 43 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là hình 44 này. 44 cũng vậy ạ, mắt rất là đen luôn nhá. Hình 44 thì em xin phép được bán cũng với giá là
Hình này em bán với giá là 260.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 45. Hình 45 một cái dề phải nói vô cùng đẹp đấy ạ. Vô cùng đẹp luôn cô chú anh chị nhá, 45. Cái mắt cũng rất là đen ạ. Đây ạ. Mắt rất là đậm luôn. Với dề này em xin phép được bán với giá là 650.000 cho dề 45. Dề 46 này, 46 đây cô chú anh chị nhìn cho em này. Đấy, cái củ này thì nó hơi bị sứt một tí, sẹo một tí ở đây nhá. Hình 46 cũng mắt cũng rất là đen ạ. Quá là thơm luôn. Hình 46 em bán 240.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 47. Giả hành rất là bự luôn đây. 47 cực đẹp luôn ở đây ạ. Đây. Mắt rất là đậm nhá cô chú anh chị nhá. 47. Hình 47 em bán là 380.000 và hình 48 này, 48 chỗ này là có hai dề nhá chú anh chị nhá. Hai dề rất là xinh. Trời ơi cái mắt này. Đen xì luôn cô chú anh chị này, dề số 1 này, dề số 2 này. Ồ cái dề số 2 này là cái mắt họng bình thường rồi. Cái dề số 2 này cái hàng này là cái họng bình thường luôn rồi. Thì cả cái lô này em xin phép nhá, một cái dề mắt cực đậm ở đây. Và cái dề này thì mắt thường này cô chú anh chị này. Hàng Sơn Thủy Tiên thường này. Đấy, chứ không phải là dòng mắt đậm này. Thì cái chỗ combo này em bán là 200.000, 200.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 49 ạ. 49 này, với dề rất là sai bông đẹp như thế này. 49. Đây, mắt đen xì luôn cô chú anh chị này. Đó, mắt. Đây là mắt nâu đỏ luôn ý ạ. Nâu đỏ luôn như vậy. Và cái dề này em xin phép được bán với giá là 430.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 50, một cái dề mà cái giả hành thì quá là căng luôn cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Dề quá căng luôn ạ. Và đây, cái mắt. Đấy, mắt nâu đỏ rất là đẹp luôn như thế này cô chú anh chị nhá. Mắt nâu đỏ rất là đẹp ạ. Và cái dề này em cũng xin phép được bán với giá là 600.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 51, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái dề này vẫn còn, bản thân nó vẫn còn có nụ luôn. Rất nhiều giả hành đẹp, cực khỏe luôn, cái mắt cũng rất là đậm. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em, mắt rất là đậm như thế này. Dề này em xin phép được bán nó với giá là 650.000 cho hình số 51 ạ. Hình 52 này. Hình số 52. Thân ôi cái mắt đen xì luôn cô chú anh chị ạ. 52 cái dề này em xin phép được bán với giá 380. 53 một cái dề cực đẹp luôn ạ. Cái giả hành quá là to, quá là mập đẹp. Còn đây là cái mặt bông của nó nhé, của chú anh chị nhé. Đó, mắt bông nâu đỏ rất là sáng, đẹp như thế này. Và cái dề này em xin phép được bán với giá 700.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 54. 54 này đây, cô chú anh chị này. Mắt 54 nhá, cô chú anh chị. Hình 54 này em xin phép được bán với giá là 430.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là giò tam bảo sắc hoa vàng cô chú anh chị sưu tầm. Hoa của nó như thơm như hoàng nhạn luôn cô chú anh chị nhá. Với sắc hoa của nó kiểu hoa cũng vậy. Gần như bằng hoàng nhạn luôn, đang nụ này cô chú anh chị này. Giò này em bán là 150.000 cho hình 55, hình 56. 56 cũng sẽ là 56 này cũng với giá sẽ là 140.000. 140.000 cho hình 56 và hình 57. Cũng là 140.000 ạ. 140.000 cho giò này cô chú anh chị nhá, tam bảo sắc hoa vàng. Sang bên này sẽ là dòng kiếm vị hoàng. 58 108 vị vàng Tây Ninh chứ. Hàng chuẩn mặt bông nhá, 59 108 ạ. Và 60 120.000 cho chậu vàng cánh cong. Và bên này thì em có một cái giò chuẩn bị bung lụa. Cái giò này không biết là giò hao oai hay là cái gì đó không biết cô chú anh chị nhá. Gốc của nó này. Giò này em bán 60.000. Giò số 2, Hawaii số 2. Cũng siêu nhiều mầm gốc luôn, em bán giò này 80.000 cũng đang nụ đây này cô chú anh chị này. Sang bên này là chế phẩm dành cho hoa lan, vỏ thông đủ đủ loại. 1 2 3 4 vỏ thông đồng giá 2.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg cực đẹp và duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Atomic là 10.000 cho một gói nhá. 12.000 cho một gói ạ. Và bên một Thái 40.000. Liền da Mỹ Tiến 40.000. Liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35 và siêu dơ dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ.
cắt tan đặc trị thôi nhũn 40.000 cho một lọ nhé. Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thôi nhũn 25.000 cho một gói này. Chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi. Dây bục lan chiều dài 100m rau cắt kèm theo 35.000 cho một cuộn. Và bên này phân trình quế 35.000 cho một gói một túi kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh 35.000 cho một túi. Được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương nhé quý chị. Một cái sản phẩm phải nói là cực kỳ là hoàn hảo luôn. Mà bên này em vẫn có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, giá là 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên, rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, đặc biệt cái mùi hương của nó có thể đem lại cho cô chú anh chị cảm giác thư giãn vô cùng luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, xin phép em dừng clip ở đây ạ.